được công bố, cấm tất cả các công ty ủy thác này làm cản trở tự do thương mại. Vì để lách luật, họ đã thành lập ra các công ty holding, hay còn gọi là công ty mẹ. Sau đó, các công ty theo mô hình holding được mở rộng và nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng mô hình này. Kể cả Đức, Thụy Sĩ cũng sở hữu cho mình những công ty mang mô hình phổ biến này. Công ty holding là một công ty mẹ dưới hình thức tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, sở hữu đủ cổ phiếu để nắm quyền biểu quyết ở một công ty khác, có thể kiểm soát các chính sách và giám sát các quyết định quản lý của công ty đó. Mặc dù công ty mẹ sở hữu tài sản của các công ty con, nhưng công ty mẹ chỉ duy trì vai trò giám sát và do đó không tích cực tham gia vào việc điều hành hoạt động hàng ngày của công ty con. Theo nhận xét chung của giới chuyên gia và các doanh nhân, mô hình công ty holding có nhiều ưu điểm. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là tính tự chủ trong hoạt động và giao dịch kinh doanh của công ty con với công ty mẹ. Mô hình này nhận được các lợi ích về thuế, quản lý nhân sự, nguồn vốn, thực hiện quá trình mua bán sáp nhập M&A giữa các đơn vị con một cách dễ dàng, thuận tiện hơn. Nhìn chung, điều này có thể giúp doanh nghiệp phát huy được tối đa nguồn lực, cơ cấu các công ty thành viên và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Vì là công ty nắm giữ vốn là chính nên lợi ích đầu tiên của holding company chính là việc hưởng lợi và được bảo vệ khỏi thua lỗ, cũng như các rủi ro mà các công ty con có thể gặp phải. Nếu một công ty con của công ty mẹ, tức là công ty holding, gặp vấn đề dẫn đến thua lỗ và nợ nần, thì chắc chắn công ty holding cũng sẽ bị ảnh hưởng, suy giảm về vốn và giảm đi giá trị. Tuy nhiên, các chủ nợ sẽ không có quyền hợp pháp yêu cầu bồi thường hay trả nợ của các công ty con đối với công ty holding, tức là công ty mẹ. Do đó, có thể nói công ty holding là mô hình giữ được cổ phần cũng như vốn, tài sản một cách ít thiệt hại nhất. Chính vì lợi ích như thế mà một công ty có thể tự tách ra và biến mình thành một công ty holding. Các công ty con sẽ sở hữu các lĩnh vực riêng biệt của công ty mẹ ban đầu. Điều này nhằm mục đích như một chiến lược bảo quản tài sản của chủ sở hữu công ty đó. Để hình thành nên một mô hình công ty holding, thì công ty mẹ phải có các công ty con, sẽ có lĩnh vực riêng và thuộc quyền quản lý của công ty mẹ. Đây có thể coi là một chiến thuật nhằm giảm bớt được rủi ro về tài chính của các công ty lớn và việc phải chịu trách nhiệm pháp lý về các lĩnh vực khác của công ty con. Hơn hết, mô hình công ty holding cũng có thể giúp các công ty mẹ chịu thuế với chi phí ít hơn bằng việc đặt một vài công ty con với những mảng hoạt động chuyên biệt tại vùng có thuế thấp hơn so với những địa điểm khác. Trên thế giới có khá nhiều tên tuổi lớn phát triển hình thức holdings như tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ Procter & Gamble, Baidu, công ty chuyên về mạng trực tuyến của Trung Quốc, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Điều khiến cho các chủ sở hữu băn khoăn khi xây dựng mô hình holding có lẽ chính là việc xung đột lợi ích giữa các cổ đông ở holding và các công ty con. Các công ty con có nhiệm vụ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông ở công ty con và cũng phải phục vụ lợi ích chung của các công ty holding. Vì thế, việc phân chia lợi nhuận sẽ có sự khác biệt và dễ gây nên xích mích giữa hai phe. Tuy nhiên, bên holding sẽ thường chiến thắng bởi vì holding là người sở hữu nhiều cổ phần, cũng như việc nắm giữ quyền kiểm soát, quản lý các công ty con. Tuy cũng có những ưu điểm, nhưng mô hình holding company vẫn là sự lựa chọn an toàn và tin cậy đối với các công ty lớn hiện nay. Có thể coi đây là một cách bảo vệ chính công ty, cũng như vốn và tài sản của chủ sở hữu. Nhờ các mô hình này mà việc phá sản giữa các công ty có sự giảm thiểu và thông qua đó tạo được những liên kết vững chắc hơn. Cảm ơn bạn đã xem video Tài Kim Người Thành Công. Mọi người có thấy nghe không ạ? Tại sao mà công ty mình lại rất nhiều công ty như thế? Một phần là bảo vệ người sáng lập, rồi bảo vệ nhà đầu tư và tránh những công ty, tránh những các bậc thâu tóm. Ví dụ có một bài học như ví dụ như của Apple ấy, như Steve Jobs. Steve Jobs là người sáng lập Apple, nhưng lại bị chính người công ty đuổi khỏi đó Apple. Và mãi sau ông phải ra ngoài, ông thành lập công ty khác, xong mới mua lại Apple và gây dựng lại Apple ngày hôm nay. Đấy, cho nên là đây một bài học. Và tại sao mà cho nên là công ty holding này nó sẽ tránh giảm thiểu là gì? Các bậc thâu tóm và không bị xung đột các quyền lợi của các nhà đầu tư. Đấy, thì Hải cũng tóm tắt lại cái nội dung của những cái điểm chính của cái video đấy là gì? Công ty holding nó là một gì ạ? Là gì ạ? Là công ty này thường không, thứ nhất là nó không tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, anh chị nhá. Đấy, không tham gia việc sản xuất mà nó chỉ là công ty giám sát thôi. Giám sát các công ty côn, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ đứng ra làm sản xuất kinh doanh. Thì trong công ty Yuka mình có rất nhiều, sau này rất nhiều các công ty côn về tất cả lĩnh vực khác nhau. Đúng không ạ? Mùn như nhọc máy bay hoặc gì đấy. Và những công ty khác thì công ty mình là giám sát. Đấy, và những công ty côn sẽ phát triển mà
Ví dụ như cũng có một lần mà bên bên nhà báo nói bảo là không thấy trụ sở, mà công ty mình không có trụ sở, bởi vì nó là công ty pháp nhân, nó chỉ đăng ký pháp nhân thôi nên không cần trụ sở làm gì cả. Đấy, và nó chỉ giám sát công ty cồn thôi. Và một công ty holding có thể sử dụng rất nhiều công ty cồn ở lĩnh vực khác nhau đấy. Và các công ty holding gì ạ? Thường kiểm soát các kiểm soát có quyền kiểm soát lớn hơn các công ty cồn của nó đấy, và nó sẽ tránh vấn đề là thâu tóm các cổ phần và tránh các mập thâu tóm cổ phần để làm quản lý kiểm soát công ty và bảo vệ nhà sáng lập và tránh giảm thiểu gì ạ? Phá sản của công ty đấy, và bảo vệ sao quyền lợi cho các cổ đông đấy nha. Và đây Hải có tra tra đây tra tra cái R3 trên trên BVI cho anh chị rồi nhá. Đây ạ, tra trên BVI đây ạ. Đấy, như anh chị nào mà chưa tra bao giờ thì lúc nãy em mọi người thế là bấm vào QR code thì sẽ tra đây, và cái mã của QR code đó là 4545457B02A B91 đấy ạ. Và đây ạ, Eroan System này, Holding thứ 3. Và thế 199816 này chị nhá. Đấy, và đây là cái giấy chứng nhận của Hải đây. Đây chị nhá. Đấy, Hải cũng mua lâu rồi. Mua năm 2020 cơ. Đấy, mua từ năm 2020 cơ. Và Hải cũng rất nhiều giấy này, nhưng chỉ lấy một hai cái, không lấy nhiều. Thì đây, tên công đây là cái mã nhá chị nhá. Đây là cái mã này. Đấy, cái mã giống như số thứ tự ID của mình đấy. Giống như anh chị mà lấy số đũa cũng số số tự số đũa đúng không ạ? Số. Thì Eroan System này, ba này. Đây là số lượng cổ phần nắm giữ này của Hải này. Đấy, Hải mua lâu rồi. Và đây ạ, mã số thuế 19816 này. Và người ta nói này, Zero Company này, cái sao mắc là gì ạ? 146 tỷ. Phải không, đọc tiếng Anh nha, anh chị nào đọc tiếng Anh thì chú ạ. Đó là công ty được dịch ra tiếng Việt anh chị nha. Công ty được phép phát hành tối đa 146 tỷ cổ phần, 985.725.432 với mệnh giá là 1 đô la. Đấy, anh chị nha, người ta ghi rõ nha. Với mệnh giá là 1 đô la, ghi sẵn trên cái chứng nhận mình rồi. Vậy có phải là với cái khi công ty thành công biết biết thì biết biết ra cái số lượng cổ phần này nhân với số đô này thôi, thì có phải là Hải có 500.000 đô đúng không chị, đúng không ạ? 500.000 đô, 500.000 đô thì nó biết ngoài tiếng bình thường, nhưng 500.000 đô Việt Nam tính là tiền Việt Nam thì nó tương đương 12 tỷ đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là biết nhất đấy, không phải tự mình nói, mà đây là trên chứng nhận và giấy chứng nhận họ đã quy định sẵn như thế rồi. Ví dụ anh chị nào mua giấy chứng nhận Việt Nam nó đã quy định sẵn là 10.000 đồng đúng không ạ? Thấp nhất 10.000 đồng rồi. Hoặc là khi anh chị mua sẽ có giấy tên này, người trong ngoài có vọng có sinh hóa đây đấy. Có rất nhiều anh chị nhầm lẫn là bán là số tiền nhá. Thì đây anh chị nhá, số này này, số 89 tỷ này nó là sao ạ? Đây, cái điều đặc biệt đây là có nhiều anh chị cứ bảo là gì ạ, là công ty phát hành cổ phần liên tục, phát phát không đếm được, không kiểm soát được, không biết phát bao nhiêu đúng không ạ? Thì không phải đây chị nhá, có số lượng đàng hoàng ấy ạ, và có giới có gì ạ, có được kiểm soát số lượng cổ phần ra bao nhiêu và ra bao nhiêu đều được cơ quan chức năng người ta kiểm soát đầy đủ hết, chứ không phải là thích ông thích phát bao nhiêu phát được đúng không ạ? Phát vô tội vạ rồi đấy. Trường hợp những ông chị nào mua cổ phần công ty mà không có cơ quan chức năng là họ phát vô tội vạ là anh chị mua thôi, mua tờ giấy thôi đấy. Thì đây là số này này, 89.335.114.300 trừ cho cái số trên đấy. Số sau trừ đi số trước nhá. Số sau trừ số trước là ra số lượng cổ phần mình nắm giữ. Cộng trừ 1 anh chị nhá. Số sau trừ số trước là số lượng cổ phần. Vậy Hải mua số lượng nằm trong khoảng này. Đấy, nằm trong khoảng cổ phần phát hành như này. Đấy, chứ không phải là nhiều anh chị là báo xong công ty bán mãi hết. Công ty bán cổ phần mãi hết, nó bán theo đúng số lượng cổ phần phát hành ra, chứ không phải là ông thích bán bao nhiêu đâu. Nếu anh chị nào muốn mua đất, mua sổ đỏ, à mua bất động sản ạ, thì người ta cũng có số lô số thửa đúng không ạ? Đấy, mình nằm mua trong lô bao nhiêu số bao nhiêu, chứ không phải là mình mua không có đấy anh chị nha. Đấy, mình mua đây thì có nhà anh chị bây giờ mà lấy số, anh chị mà lấy cổ phần bây giờ ấy, thì nó vượt trên với 100 hơn 100 tỷ rồi đấy. Nếu anh chị bây giờ mà lấy giấy chứng nhận thì Hải nghĩ là chắc phải vượt trên 100 tỷ mấy rồi, nên là số lượng cổ phần không cần nhiều đâu, không cần nhiều đâu ạ. Đấy, và đây là, ngày tháng Hải mua là năm 2020, chữ ký của ngày sáng lập, chữ ký ngày sáng lập ông chủ tịch Anatoly đây. Đấy, và đây là giấy của gì ạ, dấu của cơ quan chức năng dài giám sát đấy, giống như anh chị mà đi xin sổ đỏ phải có cơ quan chức năng của chủ tịch ký đúng không ạ? Đấy,
gặp dấu của chúng ký hết thì mới có hiệu lực. Và anh chị đi nhá, anh chị đầu tư các dự án nào thì không biết nhá, nếu mà đầu tư vào những dự án mà không có giấy chứng nhận tờ gì là không có kiện được rồi. Đấy, cho nên là bút xa gạt chết, ký vào đây rồi chữ ký người sáng lập mà làm sai là đi tù, nhưng mà không có là không bắt được đâu ạ. Đấy, và cái thứ ba, đấy, chúng ta đã đi được hai đúng không ạ? Một là kiểm toán, đó là mình kiểm tra công ty kiểm toán rồi. Và thứ hai là kiểm tra cơ quan giám sát của công ty. Đấy, là kiểm tra cơ quan giám sát công ty là BVI, xem chức năng, nhiệm vụ và họ và các giấy tờ liên quan đến công ty là anh chị đã xem hết rồi. Thì bây giờ mình xem cái thứ ba đó là gì ạ? Cơ quan chức năng nào cấp phép về mã định danh chứng khoán của công ty Milka. Thì đây ạ, icin.org nha, thì anh chị có thể là vào trang icin.org thì chúng ta sẽ tìm hiểu icin là gì. Icin là gì ạ? Là tổ chức, icin là gì ạ? Tổ chức mã số chứng khoán quốc tế. Đấy, là tổ chức mã số chứng khoán quốc tế chị nha. Và tổ chức icin được cung cấp gì quản lý liên quan đến mã số chứng nhận quốc tế là icin và xác định duy nhất của công chức của nó và xác định là ISO. Đây ạ, xác định trong là một ISO 6166 là chứng khoán mà xin được phát hành bao gồm 12 ký tự anh nhìn nha, 12 ký tự. Đấy, tí là đính mọi người sẽ tính xem với mã của Yuka bằng những ký tự. Thì cái ISIN này thì công ty ISIN này, tổ chức ISIN này cũng dạ cũng cấp phép cho tất cả những công ty tập đoàn lớn trên thế giới. Như ví dụ như Google, Facebook, Amazon, rồi BMW, rồi Microsoft, đấy tất cả công ty tập đoàn lớn mà anh chị đang biết đấy thì đều vô tổ chức ISIN cấp, đúng không ạ? Vậy phải thông qua, phải tất cả công ty về tập đoàn lớn đều phải thông qua tổ chức này. Vậy phải chỉ công ty nhất là mình phải nói là phải công ty thực, làm ăn thật, sản phẩm thật thì mới được cơ quan chức năng cấp phép thôi. Còn không có chuyện là ông giả mà được cấp phép được, đúng không anh chị? Mà làm gì một công ty nào giả mà thông qua ba cơ quan rồi. Thứ nhất là bên kiểm toán rồi, không có tài sản thật, không có tài sản thật thì làm sao mà họ kiểm toán được, đúng không? Mà họ định giá được. Và thứ hai mà nếu không có tài sản, không có tiền thì làm sao có cơ quan giám sát, và khi cơ quan giám sát thì làm sao bên tổ chức ISIN họ cấp phép được, đúng không? Thì đây ạ, tất cả những công ty tập đoàn lớn thế giới đều do ISIN cấp đấy ạ. Microsoft, Google, Facebook, Apple này. Đấy, công ty Invest này, những công ty khác hàng không biết, Amazon này, tập đoàn Netflix này, rồi Facebook này, BMW này, đấy thì đa số những công ty tập đoàn mà mọi người biết, ai biết thì mọi người cũng biết, đúng không ạ? Thì đều vô công ty cấp này. Đây là cái mã số là 12 ký tự này. US nó là ký tự quốc gia nha, US là Mỹ chẳng hạn đi. Đấy, ví dụ như còn CH là Thụy Sĩ này, của Úc này, đấy Thụy Sĩ. Còn này của Canada này. Đấy, CA là Canada này chẳng hạn. Thì nó là biểu tượng quốc gia này, của một quốc gia đấy. Đấy. Và đây, công ty của mình này, ISIN này. Thì cha này, Eroan chỉ có tức 13 này, tức mình này. Và rồi ạ, đơn vị BVI FC cấp phép và giám sát BVI này chị nhá. Đấy, công ty mình cũng đăng ký đầy đủ. Và đúng là VGG32. VGG32. 291094. Đấy, đủ 12 cái tự nha anh chị. Đấy, anh chị chặt cha. Nếu anh chị nào cần tra thì lấy cái mã này tra trên cái bên ISIN thì ra luôn. Đấy, tất công ty được phạt tra và bán số lượng cổ phần đây ạ. Đấy, địa chỉ đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy, anh chị đã tự tin chưa ạ? Nếu anh chị đã tự tin rồi thì hãy comment tự tin đi ạ. Anh chị co xem ba cái thông tin đấy, đây chị đã tự tin chưa ạ? Tự tin anh chị đã biết tự tin đi ạ. Đấy. Hải đi đầu tư cũng rất nhiều, cũng trải qua bao nhiêu năm tài chính rồi, cũng chưa thấy một công ty nào nó chuẩn chỉ công ty nào. Đấy. Và pháp lý rõ ràng bạch nè, nhiều cái đầu tư còn chả cầm được cái gì, họ vẫn cứ đầu tư kìa. Đúng không? Có nhà chị chắc chắn là có nhà chị đầu tư vào những cái mà mình chả cầm được cái gì của họ thì vẫn cứ đầu tư, mà đầu tư còn nhiều hơn đấy. Mà cái nó thật như này, thực tế như này, giấy chứng nhận cầm đầy đủ này mà còn đầu tư ít hơn kìa, đúng không ạ? Và đây cho mọi người hiểu thêm một chút, ISIN đến công ty Việt Nam của mình muốn lên sàn chứng khoán quốc tế của không có mã ISIN kìa. Đấy. Đây thì đây ví dụ như có bài báo viết này, hiện nay
các mã chứng khoán tại Việt Nam. Hiện nay các mã chứng khoán tại Việt Nam đang được quản lý dựa trên hệ thống gì ạ? Mã trong nước thôi. Đấy. Nghĩa là mình chỉ được quản lý trong mã trong nước thôi. Nhưng tại sao mà VinFast không thể lên sàn kinh tế được, phải xác nhập với một công ty của Singapore để mới lên sàn kinh tế được, phải là công ty kinh tế mới lên sàn kinh tế được. Đấy. Thì tại sao mà ví dụ đặt câu hỏi tại sao mà công ty mình ở Belarus mình lại đăng ký tại Anh, thì nó là đăng ký tại Anh và đăng ký tại Anh thì nó là công ty ở Anh rồi, thì nó là công ty quốc tế rồi, đúng không ạ? Sau này mình lên sàn quốc tế nó dễ hơn. Và hệ thống như vậy đây là trong nước, và hệ thống này chỉ có giá trị trong nước thôi nha. Đấy, nếu ví dụ Việt Nam mình chỉ giá trị trong nước thôi, không thể ra thị trường quốc tế được. Cho nên tại sao mà anh chị nào có chơi cổ phiếu thì đấy, cao lắm cũng mấy trăm nghìn rồi, cao lắm cũng giá trị cổ phiếu mấy trăm nghìn rồi, nhưng mấy trăm nghìn của ví dụ Việt Nam VinFast mình mà lên sàn sàn Việt Nam thì cao lắm một mấy chục nghìn, nhưng lên sàn Nasdaq là vượt kỷ lục cao nhất là 84 đô la, 89 đô la là rơi tầm 2 triệu một cổ phiếu, đúng không? 2 triệu một cổ phiếu, 2 triệu. Nhưng nếu mà lên sàn Việt Nam thì không bao giờ dưới, không bao giờ được trên 100 nghìn. Đấy, cho việc quản lý đấy, hệ thống mã này chỉ được có giá trị trong nước và không có khả năng hỗ trợ cho việc quản lý thông tin thị trường chứng khoán thế giới, anh nhá. Đấy, nó chỉ có giá trị trong nước thôi và không có thông tin thị trường chứng khoán thế giới. Cho nên bây giờ ấy, theo nhận định của một chuyên gia chứng khoán này, phương pháp cấp mã SIM được trung tâm lưu ký triển khai sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý một cách đồng nhất và bao quát trong cấp mã chứng khoán và các doanh nghiệp. Đồng thời đây là đây là cũng một bước đi cần thiết và giúp chứng khoán Việt Nam bước tiến đến trong thị trường hội nhập với chứng khoán thế giới. Đấy, cho nên là cái mã SIM này cũng kỳ quan trọng anh chị. Đấy, không được mã SIM cấp thì cũng khó mà đi sàn nhập sàn quốc tế được. Cho nên Việt Nam mình cũng đang còn một bước tiến mới là sao? Cũng sẽ là hội nhập với thị trường quốc tế. Và tất cả quốc gia Việt Nam đều, tất cả chúng ta đều có nền chứng khoán phát triển như Mỹ, Anh hay gần như Việt Nam, Thái Lan, Singapore đều áp dụng hệ thống mã SIM này. Đấy, nên là mã SIM là cực quan trọng anh chị. Đấy, mình đấy, công ty mình hồ sơ pháp lý tất cả mọi thứ đầy đủ hết rồi, làm thủ tục xong hết rồi, đăng ký cả lên sàn rồi. Đấy, đăng ký tất cả mọi thứ xong rồi, bây giờ mình sẽ làm sao mà làm thử nghiệm chứng nhận và các đơn đặt hàng xong, bắt đầu là mình thương mại và mình đủ điều kiện mình lên sàn thôi. Và khi công ty cái cuối cùng là tính toán quốc tế có lợi nhuận là công ty lên sàn, bước lên sàn là bước cuối cùng rồi. Và điều đặc biệt là dạ, công ty mình được công ty kiểm toán BDO thì theo Hải cũng chi xuất ấy, thì nó cũng nằm tốt công ty lớn thứ 5 thế giới. Việt Nam mình cũng rất nhiều công ty, ở Việt Nam mình cũng có đại lý chi nhánh của BDO chị nhá, và để mà thuê BDO là cũng tốn rất nhiều tiền. Nhưng anh chị nào làm doanh nghiệp cũng biết rồi đấy, nếu mà thuê công ty kiểm toán Việt Nam thì rất ít tiền, nhưng để thuê một công ty kiểm toán quốc tế thì chi phí cực kỳ nhiều tiền, mà nó mang tính minh bạch, đúng không ạ? Mang cái minh bạch, cho nên là để doanh nghiệp Việt Nam để thuê một công ty BDO, công ty kiểm toán quốc tế vào ấy, thì tốn rất nhiều tiền, mà phải tập đoàn lớn thì mới thuê được. Bình thường công ty không thể, bình thường họ chả thuê làm thuê. Đấy, về đây doanh thu của họ là 1,8 tỷ đô một năm, có lớn không ạ? Có lớn không ạ? Hơn cả bao doanh nghiệp Việt Nam mình, 1,8 tỷ đô. Đó là doanh thu năm 2020 và số lượng nhân viên trên 7.300 nhân sự trên toàn thế giới. Đấy, và trang của họ là bdo.com. Đấy, họ chuyên về dạng kế toán, dịch vụ tư vấn và thuế đấy ạ. Đấy, thì đây là BDO nha chị nha. Đây, công ty mình được kiểm ty kiểm toán BDO lớn kiểm toán đấy ạ. Đấy, đây ạ. Đây là cái bản báo cáo kiểm toán của năm 2021 anh chị nha. Đây, bản 2021. Anh chị nào mà có thể muốn tìm hiểu rõ hơn và sâu hơn thì có thể là nhờ người chia sẻ cho mình. Gửi tất cả bản báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2010, mình kiểm toán từ cái năm 2015 anh chị nhá. Đó là 2015 đến 2019 là kiểm toán trong nước. Đấy, bắt đầu khi mình ra, bắt đầu là làm ăn với Dubai, bắt đầu là mình muốn hội nhập thế giới thì bắt đầu mình kiểm toán quốc tế. Thì 2019 là mình đã kiểm toán quốc tế rồi, và bây giờ đã kiểm toán được 3 năm rồi, kiểm toán quốc tế rồi. Đấy, chỉ cần 1 2 năm được kiểm toán lợi nhuận thì mình lên sàn ok thôi. Và lên sàn đẹp và giá thực anh chị nhá. Đấy. Đây là kiểm toán đầy đủ anh chị nha. Quá minh bạch anh chị. Anh chị có thấy minh bạch không? Anh chị có thấy là công ty quá minh bạch không ạ? Nếu minh bạch anh chị ghi minh bạch ạ.
qua pháp lý này thì anh chị đã tự tin được 3% rồi. Đấy, comment đi ạ. Anh chị qua pháp lý này anh chị comment xem là công ty mình anh chị đã tự tin được 3% rồi. Anh chị hãy cùng mời nhá. Qua những cái thông tin pháp lý đấy thì anh chị đã tự tin được 3% mình đang đầu tư đúng một công ty và cực kỳ tiềm năng và gọi là quá bài bản. Anh chị nói thật là một công ty làm có bài bản luôn, chỉ có những công ty đến nỗi mà công ty VinFast còn chuẩn bị khi lên sàn mới còn chưa báo cáo tài chính chứng toán quốc tế, mà bây giờ mình đã chuẩn bị từ 3 năm trước. Nghĩa là học, Hải cũng học về luật, Hải cũng học một luật doanh nghiệp một chút là sao, nếu mình chuẩn bị cái bản báo cáo tài chính quốc tế từ trước ấy, thì sau này khi lên sàn mình sẽ không bị mắc nữa. Nhưng nếu như công ty mà chuẩn bị lên sàn mà mới bắt đầu kiểm toán quốc tế ấy, thì phải lục lại từ đầu và làm cực kỳ vất vả luôn và cực kỳ khó khăn luôn và cực kỳ khó lên sàn. Nhưng mình làm từ trước, chuẩn bị từ trước thì sau này mình lên sàn cứ theo chương trình làm và nó cực kỳ dễ. Đấy, nên rất nhiều công ty muốn lên sàn nhưng sau muốn lên sàn nhưng sau kiểm toán lại thì lại bị mắc vào cái lỗi kiểm toán. Phải lục đi lục lại, nhưng công ty nào chuẩn bị từ trước thì nó lại cực kỳ rẻ. Cho nên là công ty này Hải đánh giá là cực kỳ bài bản. Thì nếu là kinh nghiệm của Hải với anh chị nhá, còn có những anh chị mà giỏi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn thì có thể là mình chia sẻ giao lưu. Còn đây là kinh nghiệm của Hải và những cái trải nghiệm của Hải biết thôi, và có thể là kiến thức của người ta hạn hẹp một chút, đúng không ạ? Hạn hẹp cũng không theo kiến thức được bao la, mình không biết hết được. Thì có những anh chị nào có thể là kinh nghiệm nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn thì có thể là chia sẻ thêm hơn thêm những thông tin để mình cùng học nhau giao lưu. Thì bản thân Hải thì cũng có những thông tin như thế thôi, thì Hải cũng chia sẻ bằng cái kiến thức của Hải biết thôi, cũng không phải là tất cả là đúng hay gì hết, nhưng đó là cái trải nghiệm Hải mà Hải biết thì cũng chia sẻ với tất cả anh chị chưa biết ha. Đấy, thì Hải cũng xin hết mời nhiều lại sân khấu cho chị Oanh Nguyễn. Vâng, rất là cảm ơn Tốt Hải. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cảm ơn Tốt Hoàng Hải đã dành thời gian chia sẻ cho anh chị em rất rõ về pháp lý của UT. Anh chị em nếu như chúng ta nhận được những bài học thì chúng ta hãy comment vào phần chat những cái giá trị mà mình nhận được để cảm ơn đến Tốt Hoàng Hải. Và anh cũng vào buổi tối ngày hôm nay khi mà lắng nghe những cái sự chia sẻ của Tốt Hoàng Hải thì bản thân anh cũng thấy rằng thực sự với cái kiến thức của Hoàng Hải thì đúng là xứng đáng để chinh phục được những nhà đầu tư hàng trăm nghìn đô. Bảo sao đây là lý do để nói rằng là tại sao lại Hoàng Hải lại có những nhà đầu tư bao nhiêu, 100.000 đô, 200.000 đô, và có thể thời gian tới là còn nhiều hơn thế nữa. Thì đây là chính là cái lý do mà Hoàng Hải đã đúc rút được rất là nhiều cái kinh nghiệm từ những cái lĩnh vực đầu tư của mình. Sau này khi mà tìm hiểu phân tích ra thì anh thấy rằng đấy thực sự là những cái thông tin nó vô cùng giá trị. Và có nhiều cái bản thân anh thì cũng không phải là một người mà quá am hiểu về cái tức nói về pháp lý, mà để mình hiểu một cách sâu sắc như Tốt Hoàng Hải thì bản thân anh thực sự anh nói là anh không chưa thể nói được như Hoàng Hải. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà Tốt Hoàng Hải chia sẻ thì thấy rằng là những cái giá trị, những cái slide đặc biệt là về phần ba cái phần mà RS1, RS2, RS3 ấy, đây là những cái thông tin mà không phải ai cũng hiểu đâu ạ. Nhưng mà Tốt Hoàng Hải thì chia sẻ một cách rất là nhuần nhuyễn. Và đấy là lý do tại sao mà khi mà mình hiểu về doanh nghiệp, mình có thể chinh phục được bất cứ một người, những kể cả những khách hàng khó tính, thì cũng có thể hiểu rõ hơn nữa về khi mà mình có kiến thức thì mình tự tin, đúng không ạ? Đấy thì ngày hôm nay thì Tốt Hoàng Hải cũng đã sẻ cho chúng ta bốn cái nội dung chính về pháp lý. Đó là chúng ta hiểu rõ hơn về định giá của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thì chúng ta cần phải biết được là doanh nghiệp đấy được định giá bao nhiêu, cái giá trị của doanh nghiệp. Và chúng ta biết được rằng là UST được định giá bởi 400 tỷ đô. Công ty của chúng ta được định giá 400 tỷ đô. Đấy là một cái doanh nghiệp mà thực sự là mình phải rất là tự hào, với là tại sao mình, một con người rất là nhỏ bé, nhưng mình có cơ hội được nắm giữ cổ phần của một tập đoàn tỷ đô. Sau này còn là gọi là gì, hàng nghìn tỷ đô. Nhưng mà
đó là cái câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Nhưng mà trước, bây giờ chúng ta biết rằng là công ty của mình đang được định giá 400 tỷ đô. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta biết về cái cơ quan giám sát việc huy động vốn của doanh nghiệp. Đó là BVIFSC. Chúng ta phải biết được là tiền của mình đầu tư vào đâu. Và chúng ta đầu tư vào đây và đơn vị nào giám sát cái việc huy động vốn của doanh nghiệp. Và tất cả mọi thứ nó rất là rõ ràng. Vấn đề là chúng ta có dành thời gian tìm hiểu hay không mà thôi. Cái thứ ba là chúng ta được biết được rằng là công ty của mình được gì ạ? Đăng ký cái mã định danh chứng khoán ISIN mà một cái tổ chức đã cấp cho rất nhiều cái doanh nghiệp Google, Facebook, những cái doanh nghiệp Amazon, những cái tập đoàn lớn ở trên quốc tế. Người ta đã được định giá bởi cái tổ chức này. Và chúng ta không phải là chờ đến khi công ty lên sàn thì chúng ta mới định giá, mới được đăng ký cái mã định danh đó, mà chúng ta chuẩn bị lộ trình từ ngay từ khi bắt đầu rồi. Đấy. Và cái cuối cùng đó là gì ạ? Kiểm toán. Một doanh nghiệp nếu như mà không có kiểm toán thì chúng ta sẽ không biết được là doanh nghiệp đó, tiền của doanh nghiệp đó tăng giảm theo hàng năm như thế nào. Và bản thân anh cũng có cơ hội được nói chuyện một chút với một tiến sĩ kinh tế là anh Lê Tất Hiếu, là cũng là một cổ đông lớn trong team của Top Hoàng Hải. Và anh cũng nói rằng anh chỉ nhìn vào con số, anh có thể, người khác có thể nhìn vào trực giác để đánh giá rằng doanh nghiệp này có tầm nhìn phát triển như thế nào trong tương lai. Nhưng bản thân anh là một người về làm kinh tế và anh chỉ nhìn vào con số, và anh nhìn thấy rằng tài sản cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp nó tăng theo năm, theo từng năm. Và anh nhìn thấy là rằng một doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng mà dám đưa ra cái báo cáo, mặc dù công ty kinh doanh thua lỗ, chứ phải là, tức là họ đấy không phải thua lỗ, mà công ty, mặc dù công ty làm ăn chưa có lãi nhưng mà doanh nghiệp vẫn làm báo cáo kiểm toán đó để chứng minh được rằng đây là một sự, thực sự là một doanh nghiệp mà họ làm cái báo cáo rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Và mình nhìn thấy được tài sản của mình theo tăng theo hàng năm thì mình có căn cứ để mình tin vào cái tương lai của nó. Khi mà công ty chưa có doanh thu mà đã có cái sự phát triển như thế thì không có cớ gì mà công ty sẽ có phát triển trong 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới. Đấy, đó là theo cái đánh giá của một chuyên gia, của một những người mà người ta làm có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đấy. Và thực sự là với cái những cái kiến thức, những cái sự chia sẻ của Top Hoàng Hải hôm nay thì nếu như chúng ta dành thời gian tìm hiểu thì chúng ta sẽ tự tin về cái sự quyết định của mình. Còn nếu như ai đó chưa tin vào cái lựa chọn vào doanh nghiệp này, đó là bởi vì họ chưa có thông tin mà thôi. Cho nên chúng ta nói là gì ạ? Thông tin thì bằng rất nhiều tiền. Ai có thông tin thì người đó có nhiều tiền. Và anh tin chắc rằng những người mà đang nắm giữ cổ phần của UST, những người nắm giữ nhiều tài sản ở đây đều là những người nắm giữ có rất nhiều thông tin và hiểu rất rõ về cái pháp lý của doanh nghiệp. Vậy thì ngày hôm nay anh cũng rất, khi mà Top Hoàng Hải chia sẻ những cái thông tin như thế thì anh cũng rất mong muốn được lắng nghe những cái sự chia sẻ của anh chị em. Anh chị em nhận được bài học gì giá trị từ Top Hoàng Hải lúc nãy chia sẻ thì chúng ta có thể chia sẻ lại cái bài học mình tâm đắc nhất, hay chúng ta cũng có thể dành những lời cảm ơn đến Top Hoàng Hải đã dành thời gian chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức vô cùng giá trị này. Thì anh xin mời những cánh tay xinh đẹp của tất cả quý cô chú anh chị để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, giao lưu với nhau ạ. Các tỷ phú hãy mạnh dạn lên ạ. Hôm nay Top Hoàng Hải chia sẻ rất là nhiệt huyết, rất là chia sẻ rất sâu như thế mà anh chị em lại là không có một lời cảm ơn nào với đội Top Hoàng Hải à? Đấy, nói một cái là bắt đầu có 2 tỷ phú giơ tay ngay. Vâng, em xin mời anh An Hiền ạ. Ban kỹ thuật mở mic giúp anh An Hiền ạ. Vâng, xin mời anh An Hiền. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép xin cảm ơn MC xinh đẹp là em Oanh, và gửi lời biết ơn đến bạn Hoàng Hải, Top Hoàng Hải, và lời cảm ơn chân thành đến ban cố vấn của team chiến lược và tất cả anh em các top cùng tất cả các anh chị em ở trong team và tất cả các quý cô chú anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay.
Thực sự là bản thân Hiển giới thiệu một chút là bản thân Hiển là sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, năm nay là vừa tròn 41 tuổi, mà cũng là một trong những cổ đông mà cũng lâu năm ở ở trong cái làng Unikai của mình rồi. Và đến bây giờ thì cho đến ngày hôm nay thì khi mà nhận được cái thông tin mà pháp lý của Top Hải, thực ra cũng nghe mấy lần rồi, nhưng mà những lần trước ấy, nghe nó cũng chưa được trọn vẹn lắm, nhưng quả thật hôm nay nghe thì thấm lắm rồi đấy, cực kỳ là thấm. Mà cứ mỗi một là cái slide của Top Hải đến đâu là lại chụp lại, xong lại gửi ra cho anh chị em, xong là lại có những cái tút giật thật mạnh là cho cái team ở Thanh Miện, họ vào họ xem, họ trải nghiệm, và tất cả những cái anh em ở trong đó để biết được là rằng là gì, công ty của chúng ta quá minh bạch, quá rõ ràng về pháp lý, tức là không cảm giác như không còn cái câu hỏi nào và cái câu hỏi nào mà còn nghi ngờ đến về pháp lý của Unikai của chúng ta nữa. Và chúng ta hãy tin tưởng 100%, niềm tin hôm nay là được nhân lên rất là nhiều so với toàn bộ anh chị em cũng như bản thân Hiển. Thì cũng đấy là cái trải nghiệm mà cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thực ra là cũng có rất nhiều điều muốn nói, và hôm nay thì thời lượng nó cũng không có nhiều, nên là cũng xin chia sẻ như vậy thôi. Chủ yếu là lên đây là được xin gửi được lời biết ơn đến Top Hải. Thực sự là một người em mà vừa đẹp trai mà lại vừa rất là dễ mến, mà sự cho đi của em rất là nhiều. Và cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, và xin cảm ơn em Oanh, và cảm ơn em Hải và tất cả anh chị em đã nghe. Rất là cảm ơn anh Hoa, anh Hiền. Thực sự là càng nghe càng thấy những cái kiến thức này nó vô cùng giá trị, đúng không ạ? Và quan trọng là chúng ta nghe, nhưng chúng ta chỉ hiểu phần nào đó thôi, nhưng mà việc mà nói lại cho người khác lại là một vấn đề khác. Chúng ta chỉ nghe để nói chung là để mình tin vào cái niềm tin cho mình, nhưng mà nếu như muốn để mà giúp đồng đội của mình, những nhà đầu tư họ hiểu về doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải bế họ vào giữa hộp Zoom để họ có thể lắng nghe những cái thông tin giá trị này, đúng không anh Hiền? Đấy, cho nên là nhiều khi chụp lại nó thật chụp lại, nhưng mà có thể mọi người cũng không thể hiểu được. Bởi vì khi mà có những cái thông tin mà nó hơi gọi là nói về những cái gì nhỉ, mô hình công ty holding chẳng hạn, nghe cũng rất là khó hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà phải vào đây, phải lắng nghe, anh nghĩ là phải nghe nhiều lần nữa. Hoặc là anh chị em nào mà ngày hôm nay anh chị em chưa nghe, chúng ta hãy nghe lại cái link YouTube. Ban kỹ thuật cũng có thể làm gửi link YouTube lên trên đường trên phần chat để có thể anh chị em sẽ nghe lại cái phần chia sẻ ngày hôm nay của Top Hoàng Hải. Vâng, rất là cảm ơn anh An Hiền. Và sau đây em xin mời chị Suka sẽ chia sẻ những cái bài học mà chị nhận được trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Ban kỹ thuật mở mic giúp chị Suka. Ok, được rồi. Cảm ơn MC anh Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Recording stopped. Vâng, đến giờ này thì vẫn còn hơn 200 quý anh chị đang ngồi ở phòng Zoom. Thì mình cũng xin chia sẻ những cái điều tuyệt vời mà ngày hôm nay mình nhận được. Thì rất là cảm ơn Top Hoàng Hải, một trong những người mà rất là hiểu về pháp lý. Thì ở đây thì thực sự là khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư ấy, thì chưa ai là người hiểu cả anh chị ạ. Bản thân mình thì đầu tư vào năm 2019 và cũng nghiêm túc để đi tìm hiểu tận ở bên Dubai, nhưng mà tuy nhiên là tất cả các thông tin pháp lý mới đây thì như lúc nào nghiêm túc để nhận biết thêm, để sở hữu thêm cổ phần thì mình mới tìm hiểu thêm thôi, chứ thực sự là khi mà bắt đầu biết đến cơ hội này thì mình cũng chưa hiểu về cái thông tin pháp lý. Mà ở đây thì nhiều người thì không quan tâm đến lợi ích, chưa quan tâm đến sản phẩm công nghệ như thế nào, rồi ông chủ tịch là ai. Thì việc đầu tiên có thể hỏi là thế công ty đấy pháp lý có rõ ràng hay không? Một trong những bí quyết của Warren Buffett là gì ạ? Là khi ông ấy đầu tư vào bất cứ doanh nghiệp nào thì ông ấy hàng năm ông đọc hàng trăm cái báo cáo tài chính. Ông chỉ nhìn vào báo cáo tài chính thì ông sẽ quy kết ra là công ty đấy làm ăn có tốt hay không. Đó, thì mặc dù có những nhiều người có thể là vào bằng nhiều cái cách khác nhau để chúng ta có những thông tin tốt để chúng ta đầu tư. Có người thì rất là
trân trọng cái ngài chủ tịch tại sao cống hiến cả một cái cuộc đời này để dành cho một cái giải pháp giao thông để giải quyết vấn nạn xã hội đó. Nhưng mà những cái bí quyết của hoặc là những cái mà nhiều người đến với cơ hội này thì có nhiều người có những ý kiến hay là những cái tập trung khác nhau. Nhưng bản thân mình thì trước đây mình đầu tư vào thì mình thấy là gì ạ? Nó công nghệ nó tiên tiến. Bởi vì muốn giàu là phải đầu tư và mang tính công nghệ. Cái công nghệ thì liên tục là dẫn dắt thế giới. Vì nếu không có công nghệ thì thực sự là các cái sản phẩm có thể tự đào thải. Thì những cái thông tin đấy thì mọi người cũng đã nghe và cũng đã nắm bắt nhiều rồi. Bản thân mình thì mình vào với công nghệ này là mong muốn là giải pháp công nghệ vô cùng tuyệt vời. Đấy, sau đó thì mình mới tìm hiểu thông tin. Thế thì ở đây buổi hôm nay thì anh Nguyễn cũng nhắc lại rất là nhiều là thông tin chính là vàng. Thế vậy nhìn người mà càng nhiều thông tin thì sở hữu càng nhiều cổ phần. Bởi vì mới đầu thì mình vào này, thích công nghệ rồi. Xong rồi lại thấy, ôi, chủ tịch quá là tuyệt vời. Mình thấy mình mong muốn là được chung tay với ngài để đưa cái doanh nghiệp này ra toàn thế giới với những người bạn và mình muốn sở hữu nhiều cổ phần hơn. Sau hôm nay lại nghe thông tin về pháp lý, ôi, quá rõ ràng, cái phần trăm tin tưởng ở đây là bao nhiêu. Đó, thông tin vô cùng tuyệt vời, anh chị. Đấy là, trên là tại sao mà chúng tôi team chiến lược luôn luôn có những cái buổi cập nhật thông tin vào tối thứ bảy hàng tuần và hôm nay là riêng về buổi pháp lý, có những buổi riêng về chủ tịch, có những buổi riêng về cập nhật thông tin hợp đồng. Thế thì ngày hôm nay rất là cảm ơn Top Hoàng Hải cho mình rất là nhiều giá trị và mình cũng nói thêm về cái việc mà nhiều người biết về cái mã iSIM nhưng mà cũng chưa biết cái ngày tháng phát hành cái iSIM đó. Đó, đúng không? Ở trên cái thông tin của trên văn phòng cá nhân là có đầy đủ hết, là ngày 30/4/2015. Thì tất cả những cái đấy là công ty đã chuẩn bị sẵn hết về vấn đề pháp lý rồi, là đủ điều kiện pháp lý hết để chỉ chuẩn bị để làm sao ạ, để đệ đơn lên sàn thôi. Mọi cái thứ đấy là xong hết rồi thì công ty chúng ta mới mà cái phát hành iSIM đấy cũng là một trong những, nếu như lên sàn trong nước thì sẽ không cần phải cái mã iSIM đó. Thế thì mình hay tập trung nhiều về cái báo cáo tài chính, nhưng tuy nhiên là cũng chưa được rõ lắm. Bởi vì mình thì mình học tài chính nhưng mà để xem chi tiết cái báo cáo tài chính thì đúng là phải là một cái chuyên gia nữa cơ. Thế thì ở đây thì mình cứ càng ngày càng nắm bắt thông tin sâu hơn để mình cảm thấy tự tin hơn. Và mình thấy là cái cơ hội này có cái phần trăm rủi ro đó là gì mọi người biết không? Theo mọi người thì rủi ro ở đây là gì? Đấy, mình thì mình hay nói là thì rủi ro ở đây nó chỉ là về mặt thời gian. Mình cũng hay giải thích với khách hàng là bây giờ giả sử như là Covid xảy ra mà bây giờ tất cả các công trình đang thi công rầm rầm như vậy mà Covid xảy ra thì đương nhiên nó là cái chung nhất về thiên tai dịch họa rồi thì chúng ta không thể tránh khỏi. Và hai nữa là thời gian thôi, chúng ta một cái thời gian thêm 2 năm nữa đó là chúng ta đang là chờ đợi rồi này, chứ không phải là thay vì là chúng ta cứ đầu tư vào đây là chúng ta mong muốn là vào là có tiền luôn đó. Thì nhiều người ngoài kia thì không hiểu thì vẫn cứ nói là lúc nào cũng huy động vốn hàng bao nhiêu năm nay, suốt 10 năm nay rồi. Mình bảo không phải là suốt 10 năm nay đâu, công ty đã có lịch sử phát triển 40 năm rồi cơ. Đấy, thế là nhiều lúc mà mọi người nắm bắt thông tin rõ ràng, mọi người cập nhật thông tin thường xuyên bởi các top expert ở trong team chiến lược mỗi một buổi Zoom vô cùng giá trị. Và cũng mong muốn anh em dành thời gian, không có thì gửi các đường link cho vào hội nhóm của các anh chị để mọi người cập nhật thông tin rõ ràng để anh chị em tin hơn. Và những người mới, có những người thì mới chỉ lập tài khoản và đầu tư số tiền ít thôi, vì người ta họ có thể người ta chỉ thấy là đáng tin tưởng những người bạn mình chia sẻ thôi, nhưng sau khi tập cập nhật thông tin như thế này thì chắc chắn là họ sẽ không dừng lại ở cái số 1 triệu cổ phần đâu anh chị ạ, mà có thể là nhân lên hơn rất là nhiều cơ. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và một lần nữa xin cảm ơn Tóc Hoàng Hải và MC anh Oanh Nguyễn đã có một buổi chia sẻ vô cùng giá trị. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Suka. Anh chị em hãy dành một tràng pháo tay cho chị Suka. Chị Suka cũng là một cậu cổ đông rất là kỳ cựu của UST. Bản thân chị ấy cũng sở hữu rất nhiều triệu cổ phần. Đấy, cho nên là mục tiêu thoát nghèo là 1 triệu cổ phần, nhưng mà nếu như chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải sở hữu nhiều triệu cổ phần.
Và như chị Chuka nói đó, thông tin thì bằng rất nhiều tiền. Đó là cơ hội này, là cơ hội không phải là cơ hội vàng nữa mà nó là cơ hội kim cương đấy. Vấn đề là chúng ta có thông tin, chúng ta có chịu tìm hiểu hay không. Cơ hội thì dành cho tất cả mọi người, nhưng nó chỉ ở lại với những người thực sự nghiêm túc tìm hiểu về nó. Chúng ta không thể mong có, muốn chúng ta có một cuộc sống tốt lên, chúng ta trở nên giàu có chỉ vì chúng ta chỉ một vài thông tin mà chúng ta đánh giá được hết cơ hội, mà chúng ta phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, có thể từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Và bản thân anh cũng nhìn nhận thấy rằng bản thân mình không giỏi, nhưng mà mình nghe những cái thông tin chia sẻ của những anh chị em đi trước, mình tìm hiểu thì mình có niềm tin vào bản thân mình, không phải niềm tin của người khác. Ngày hôm nay Top Hải chia sẻ cho anh chị em, nhưng mà nếu như anh chị em không kiểm chứng thì nó vẫn là cái kiến thức của Top Hải. Đấy, cho nên chúng ta cần phải tự kiểm chứng thông tin của mình. Từ mình tự tìm hiểu thì mình sẽ tin hơn về cái sự lựa chọn của mình, chứ không phải là tin bằng niềm tin của Top Hải hay bất cứ anh chị em nào. Đấy, thì có một cánh tay nữa, đó là chị Vũ. À, bán kỹ thuật nào, có thể mở mic cho chị Vũ ạ. Vâng, Vũ xin kính chào Top Hải, rồi 224 anh chị em với các cô chú bác nằm vẫn đang trên Zoom. Là cái buổi chia sẻ của Top Hải hôm nay thì Vũ thấy vô cùng giá trị. Và theo cái cuốn sách mà Vũ đang đọc thì Vũ thấy là Top Hải đã xếp ở cái bậc là gì? Nhà đầu tư lão luyện cả nhà. Trong này có 5 trong cái cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3 ấy, thì tác giả có nói đến 5 cái cấp bậc của nhà đầu tư đủ điều kiện, rồi nhà đầu tư chuyên môn, nhà đầu tư lão luyện và nhà đầu tư bên trong, nhà đầu tư thực sự. Thì ở đây Vũ thấy là cái gì? Cái thông tin. Và nó có một cái điều nữa mà nó giải đáp cho Vũ cái câu trả lời là gì? Cái việc đầu tư ấy, từ xưa đến giờ mọi người cứ sợ đầu tư mất tiền, thì nói một câu là gì? Cái việc đầu tư không phải là cái sợ mất tiền, mà cái thiếu kiến thức mới là cái làm cho người ta là cái nỗi lo sợ đấy. Nhưng mà khi mà có đủ những thông tin và đủ kiến thức thì người ta lại biết đâu là cái cơ hội tốt để đầu tư. Và vì không có kiến thức, tức là gì, chính cái rủi ro nó đến từ sự không hiểu biết, chưa hiểu biết đầy đủ, chưa có những thông tin đầy đủ. Đấy thì Vũ là rất thấm. Và nó có một cái điều là Vũ thấy là tại sao ở tại cái thời điểm này, trong cái câu lạc bộ đọc sách của Unity, nó lại cái tập 3 lại trùng đúng vào những cái thông tin về cái việc đầu tư này đến vậy. Và chính cái nhờ cái đọc sách đấy, Vũ mới có thêm cái niềm tin bên trong cả nhà. Và cái cơ hội này của chúng của các nhà đầu tư, của 221 anh chị em, các cô bác ở kia này, là gì? Chúng ta đang là những nhà đầu tư bên trong, đồng thời lại có được kiến thức của nhà đầu tư lão luyện của Tốt Hải đó. Thế rồi lại gì, là thì nó đủ những nó cái yếu tố cấu thành ở đây. Nhà đầu tư bên trong là cái gì? Là chúng ta được đầu tư vào những cái công ty khi mà nó còn đang là cơ hội, nó còn đang trong trứng nữa, nó chưa là mới là cái cổ phần, nó mới đang là nội bộ, chứ nó chưa niêm yết. Chứ khi nó niêm yết lên trên sàn thì cả thế giới biết, tất cả mọi kia biết, thì lúc ý cả nhà nó không còn là cơ hội nữa. Và lúc ý thì cái mức độ rủi ro nó lại đến. Thế còn bây giờ chúng ta đầu tư ở đây khi mà có đủ kiến thức, cái nhà đầu tư 3K ấy cả nhà. 3K ở đây là gì? Là kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Tuy nhiên là chúng ta ở đây không cần tiền dư dồi dào, nhưng với có kiến thức và có kinh nghiệm thì cái việc mà chúng ta vẫn tìm được những cổ phần và biết đâu là cổ phần tốt, đâu là công ty tốt để chúng ta đầu tư. Và vô cùng biết ơn những cái kiến thức hôm nay của Top Hải. Và soi vào đây thì đấy là sếp và Top Hải đã là nhà đầu tư lão luyện cả nhà. Thì còn cái nhà đầu tư bên trong thì chúng ta đang là những nhà đầu tư bên trong, bởi vì chúng ta được đầu tư vào một công ty khi mà công ty hắn còn đang trong trứng nước, vẫn còn đang trong cái quá trình chưa IPO. Chứ khi IPO một cái thì nó gọi là gì? Cái công ty nó đã lên sàn rồi, cả thế giới biết rồi. Đó, thì đấy là cái mình bây giờ có đọc sách thì mình biết đúng là những cái kiến thức ở trong này cộng với những kiến thức của các top
vô cùng là biết ơn Tốt Hải rồi, để những cái kiến thức vô cùng là giá trị để cho mình có được cái niềm tin, và cái chính cái niềm tin nó sẽ quyết định cái hành động của mình. Và là những cái này Vũ cũng nói là gì, cái thông tin Vũ đưa cho các nhà đầu tư sẽ đầy đủ, thế còn quyền quyết định là nhà đầu tư, và họ là những người ra quyết định, bởi vì chỉ có họ mới biết họ đích đến của họ là đâu, và họ muốn sở hữu bao nhiêu cổ phần, và muốn tại cái thời điểm khi mà công ty lên sàn họ muốn giàu ở mức độ nào. Vậy thôi. À, đấy là cảm ơn Vũ, rất cảm ơn các cô bác anh chị và đã ngồi nghe, cũng như là Tốt Hải rồi em Oanh xinh đẹp với cái buổi Zoom hôm nay, vô cùng là giá trị ạ. Vũ xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chị Vũ. Anh chị em hãy dành một tràng pháo tay cho chị Vũ ạ. Nói về tuổi đời thì chị Vũ nói là chị, nhưng mà thực tế là nếu như nói bên ngoài thì chị ấy hơn 60 tuổi, tính ra là bậc cô của Oanh, nhưng mà với trong cộng đồng thì mọi người anh chị em gọi coi như nhau là những người anh chị em trong gia đình. Và thực sự là Oanh rất là thích cái cụm từ hôm nay chị Vũ nói, nhà đầu tư lão luyện. Và thực sự là bản thân Oanh cũng rất là khâm phục cái những cái kiến thức của Tốt Hải. Thực sự là những cái gì mà Tốt Hải nói nghe nó rất là, tức là có một cái sự trải nghiệm và cái kiến thức nó rất là chuyên sâu, không phải ai cũng có thể phân tích được những điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tốt Hải chia sẻ ra cho anh chị em, để chúng ta nhờ vào những kiến thức của Tốt Hải để chúng ta biến kiến thức đó trở thành của mình, và bản thân mình hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của mình, và chúng ta cho phép bản thân mình sở hữu nhiều, gọi là phấn đấu làm sao để sở hữu nhiều triệu cổ phần hơn nữa. Cho nên là câu chuyện khi mà chúng ta biết đến UT rồi, câu chuyện có tài sản 100 tỷ nó không còn chỉ ở trong mơ nữa, đúng không ạ? Đấy, anh thực sự đã thấy rằng cái con đường mà mình trở thành triệu phú, hay là nhiều người sẽ có con đường trở thành tỷ phú, nó không còn xa vời nữa. Nhưng mà chúng ta phải dành, thực sự phải nghiêm túc với cơ hội này, chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới tin tưởng vào cái sự lựa chọn của mình. Còn nếu như chúng ta chỉ nghe thôi thì không đủ đâu ạ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng là gì ạ? Hiện tại đang giá trị của cổ phần đang rất thấp. Chúng ta đang được mua một công ty mà cái giá trị của nó, mình đang mua cái giá thấp hơn cái giá trị thực của nó rất là nhiều lần. Giá trị của công ty của chúng ta là được định giá là tối thiểu là $1 khi công ty lên sàn chứng khoán. Nhưng mà hiện nay những cái gói mà chúng ta đang góp vốn vào đây, chúng ta chưa đến 1.000 đồng. Chưa đến 1.000 đồng trên một cổ phần. Có nghĩa là tài sản của chúng ta có thể tăng lên hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Con số không tưởng. Nhưng mà phải khi mà chúng ta phải có kiến thức thì chúng ta mới có thể tin tưởng vào cái những cái con số đó. Còn đây con số không tưởng. Giống như nếu như anh chị em nắm giữ cổ phần của VinFast, khi mà VinFast chưa lên sàn chứng khoán, chỉ $0.8 trên một cổ phần. Nhưng mà khi công ty lên sàn chứng khoán, vào ngày đầu tiên thì công ty đã có mức giao dịch là bao nhiêu? $23 trên một cổ phiếu. Và tài sản của mình tăng lên hàng chục lần. Và có những lúc nó lên đến 90 đô. Vậy tài sản của mình tăng lên 100 lần. Đấy là con số, đó là đã cái thực tế rất là cái minh chứng rất là rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng đó là để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cơ hội này. Và mình, nếu như mình chỉ ở trong ao làng thì chúng ta không thể nhìn thấy được ở ngoài biển lớn có gì, đúng không ạ? Và UST chính là cái đại dương bao la để chúng ta có thể vẫy vùng, chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tài sản từ doanh nghiệp này. Đấy, vậy thì với những cái giá trị mà Tốt Hải chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay thực sự vô cùng giá trị. Và anh chị em, chúng ta hãy cùng nghe lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của mình, và cũng giúp cho những đồng đội của mình, những người mà đang góp vốn vào đây. Đấy, và cũng thực sự anh cũng nói rằng khi mà mọi người góp vốn vào đây là anh chị em đang làm giàu cho chính công ty của mình đấy ạ. Và cho nên anh cũng rất là cảm ơn tất cả anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, những người mà góp vốn vào công ty của anh và cùng của công ty của anh chị. Đấy, chúng ta đang làm giàu cho anh chị em đang làm giàu cho chính bản thân anh, thì anh rất là cảm ơn, biết ơn vì điều đó. Cho nên anh chị em, nếu như có ai đó góp vốn thì chúng ta hãy, vừa thứ nhất là chúng ta chúc mừng họ, thứ hai là chúng ta cảm ơn họ, cảm ơn bạn, bởi vì bạn đang góp
phần làm cho công ty của tôi ngày càng vững mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Đấy, xin cảm ơn tất cả của anh chị em. Và buổi tối ngày hôm nay thì không biết là quý cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu như anh chị em có bất cứ câu hỏi nào thì chúng ta cũng có thể là đặt ra câu hỏi hoặc là hỏi Tốp Hải, để chẳng mấy khi mà chúng ta có cơ hội được lắng nghe những cái sự giải đáp thắc mắc từ Tốp Hoàng Hải. Còn nếu như anh chị em không có bất cứ câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là buổi thứ bảy cuối tuần, đáng lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian cho gia đình, nhưng mà anh chị em cũng đã dành những cái thời gian quý báu của mình để vào đây lắng nghe Zoom, để chúng ta dành thời gian vài năm nữa chúng ta có thể nghỉ hưu sớm, để chúng ta không bị lãng phí đi những cái kiến thức giá trị này. Thì thực sự đó là cái điều thực sự rất là giá trị. Nếu như anh chị em không có bất cứ câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom tại đây, và chúng ta sẽ nhờ ban kỹ thuật chụp ảnh ạ. Chúng ta có thể giơ tay, anh chị em giơ tay lên để nhờ ban kỹ thuật chụp ảnh giúp cho anh chị em có mặt trong Zoom ngày hôm nay. Hôm nay vậy còn hơn gần 200 anh chị em. Cả nhà giơ hết tay. Hôm nay em sẽ chụp cả 3 trang luôn. Mọi người mở cam gần như là hết. Em đếm đến 3, mọi người thả tim nhá. 1, 2, 3. Đợi một chút. Em chụp trang 2 này, mọi người thả tim. 1, 2, 3. Trang 3. 1, 2, 3. Xong rồi ạ. Vâng, anh chị em có thể mở mic để chúng ta cùng chào nhau và cũng gửi những lời cảm ơn đến Tốp Hoàng Hải ạ. À, cô cũng có thể mở mic cho toàn bộ anh chị em không? Ok ạ. Bye bye, cảm ơn cả nhà. 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 Cảm ơn cả chúc cả nhà đủ tự tin để gom thêm thật nhiều cổ phần nha. Bây giờ là nhiều người mong mọi người ngon nhé. Chào nhé. Thì chủ tịch gom thêm nhiều cổ phần nữa nha. Thì chủ tịch nha. Tí nha. Vâng. Là rẻ không mua thì tắt bấy nhiều bán đúng không ạ? Rẻ mà không mua thì tắt bấy nhiều bán. Rẻ không mua hôm sau là hôm nay mua dây chân hôm sau bán đến đầu. Hoàng Hải rất giỏi nha, cảm ơn nha. Vừa đẹp trai vừa là giỏi, vừa là có kiến thức vô cùng tuyệt vời chuyên sâu. Hôm nay chia sẻ rất 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 rõ ràng minh bạch luôn. Mọi người mà không yên tâm nữa thì không yên tâm để góp vốn nữa thì chia sẻ như nào đúng không? Ai mà không nắm giữ cổ phần của UT có nghĩa là phước của họ chưa đủ. Có lẽ ông bà tổ tiên không cho dự lại không cho mua. Xin chào các cổ đông UK nha, mọi người sẽ giàu và rất giàu sau 2 đến 3 năm tới. Ai đầu tư UK là sẽ là trở thành người giàu có nhất hành tinh của chúng ta. Chúng ta là những người top 5% thế giới giàu có. Thắng lấy vợ. Ai muốn giàu hãy đầu tư UK nha.
Rất mong nhóm chúng ta sớm trở thành hiện thực nha, đạt ước mơ. Ai muốn có dòng dòng chảy đồng tiền thu nhập chủ động thì vào UTI nha. Đỉnh cao kiếm tiền là tạo ra dòng tiền thu nhập chủ động. Hai ba năm là cao mà đi thắng lớn. Có vẻ chắc điều này kết thúc là cộng đề kết thúc chương trình đi cả nhà. Anh chị em nghe tôi hỏi chia sẻ xong rồi ngon nha, ngon nha. Chủ tịch cố gắng có mười đủ 10 triệu cổ phần nha. Bye bye nha. Chị chủ tịch chị thiếu nha. Chị thiếu 20 triệu nha. Ôi tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cho anh chị em ngon à. Chị mà chị gửi cái video này của Hoàng Hải chia sẻ pháp lý cho con trai chị xem đi. Anh chị em nào chưa được 1 triệu cổ phần thì cố gắng đạt 1 triệu cổ phần nha. Ai chưa được ai đạt được 1 triệu rồi thì cố gắng đạt 10 triệu là 20 triệu nha. 10 triệu ạ. Thì mai sẽ có nha. Tôi quay video này gửi nhóm nha. Link YouTube nha. Hoàng Hải xin được link YouTube nha. Ai có điều kiện